10 năm trước, Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989 từ Gia Lai xuống Sài Gòn ôn thi vào trường Đại học Kinh tế. Hiếu mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ. Hiếu sống với cha, sau đó cha Hiếu cũng qua đời. Miền núi quê Hiếu là một vùng đèo heo hút gió. Người dân quanh năm lam lũ hai mùa mưa nắng vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Hiếu vào Sài Gòn chí thú học hành, cũng mong lấy con chữ đổi đời. Một năm sau đó, khi đang là sinh viên, chàng trai phố núi gặp gỡ và đem lòng yêu cô gái Sài Thành Đỗ Yến Ngân. Sinh năm 1991, ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu nhiều lần về nhà bạn gái chơi, biết con gái mình và Hiếu yêu nhau. Cám cảnh chàng trai nghèo ham học, ba mẹ Ngân rất thương, hết lòng cưu mang giúp đỡ. Từ hộp cơm đến cái áo, thuốc men khi đau ốm, thậm chí là tiền mua xe cũng là của ông bà cho mượn. Tình yêu của hai người lớn dần theo năm tháng. Hiếu ra trường có việc làm ổn định. Còn Ngân thì ngoài đi làm ở sân bay, cô còn buôn bán nước hoa, kiếm thêm thu nhập. Họ tích góp tính chuyện tương lai. Hiếu dành dụm được 400 triệu cũng đưa cho Ngân để dành mua nhà. Nhưng rồi không ai học được chữ ngờ, không ai đoán định được tương lai. Cũng không có cái gì là mãi mãi không thay đổi. 7 năm nồng thắm yêu đương không phải là thời gian ngắn ngủi cho một cuộc tình. Họ đã không vượt qua được thử thách. Khoảng tháng 7 năm 2017, hai người phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Bắt đầu từ chuyện tiền bạc. Số tiền 400 triệu mà Hiếu đưa cho, thay vì dành để mua nhà như mục đích ban đầu, thì Ngân lại dùng số tiền đó đi mua vàng, mua nước hoa để bán và cho vay. Tiếp đó Ngân còn vay của Hiếu 100 triệu đồng, nhưng lần nữa mãi không trả. Cả hai xảy ra mâu thuẫn thường xuyên cãi vã. Hiếu bỏ về Gia Lai nên thưa dần chuyện gặp mặt, mà chủ yếu là liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Trong khoảng thời gian này, Hiếu phát hiện thấy trên tài khoản Zalo của Ngân hình ảnh cô thân mật với một người đàn ông lạ. Nghe phong thanh hai người họ chuẩn bị cưới nhau nên trong lòng của Hiếu đau lắm. Mặc dù không còn thắm thiết như xưa, nhưng Hiếu và Ngân vẫn chưa nói với nhau rõ ràng dứt khoát, nên cảm giác ghen tuông vì bị phản bội khiến Hiếu không cam tâm. Hiếu muốn gặp Ngân một lần để làm rõ trắng đen tỏ tường. Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Hiếu đón xe từ Gia Lai về thành phố Hồ Chí Minh, thuê phòng trọ ở hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2018, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ và Ngân đi uống cà phê. Hơn 22 giờ sau khi ăn uống xong, Hiếu chở chị Ngân về phòng trọ của mình. Tại đây họ kết thúc mối tình 10 năm. Nhưng oan nghiệt thay, cách cách mà họ chia rời nhau thật khủng khiếp, làm rúng động dư luận địa phương trong một thời gian dài. Chiều tháng 10, bầu trời ủ nước, không gian xám một nỗi buồn. Chiếc xe bít bùng chở bị cáo dừng lại ở một góc sân trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ trên xe, một phạm nhân nam bước xuống, gương mặt trông mệt mỏi uể oải. Hắn đưa ánh mắt vô cảm quét qua một vòng sân. Không một người thân nào đứng chờ đợi hắn ta. Đó chính là Vũ Ngọc Hiếu, kẻ sát hại người yêu, phân xác phi tang man dở, gây rúng động dư luận hơn một năm trước. Vừa thấy bị cáo Vũ Ngọc Hiếu xuất hiện, mẹ nạn nhân mặc áo đen, tóc búi cao, đứng dựa cửa phòng xử, thốt lên đau đớn. Trời ơi, nó ác quá. Bà lảo đảo bước vào phòng xử. Trong phòng xử án, dãy ghế phía dành cho người nhà của bị cáo trống trơn. Theo cáo trạng, tại phòng trọ ở Gò Vấp, sau khi quan hệ tình dục, Ngân nói với bị cáo Hiếu xem như đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Ngân đã có bạn trai mới và sẽ đi lấy chồng. Trong khi Ngân nằm ngủ, bị cáo lại thao thức trằn trọc với những ký ức cũ. Những ngày tháng êm đềm hạnh phúc lại ùa về. Những dằn vặt khổ sở vây bùa và ý nghĩ người mình yêu sẽ rơi vào tay của kẻ khác xâm chiếm lấy bị cáo. Chỉ một lát nữa thôi, khi ngày mới bắt đầu, hắn sẽ mất tất cả. Không cam tâm, trời vừa rạng sáng, Ngân vẫn còn đang say ngủ thì bị cáo bịt miệng siết cổ cho đến khi nạn nhân chết, rồi chói tay dán băng keo vào miệng của người yêu. Nằm cạnh bên nhau đến 10 giờ sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc, biết nạn nhân đã thật sự tắt thở, bị cáo lấy dao phân xác của nạn nhân, bỏ vào 11 túi ni lông màu đen đem giấu trong tủ lạnh. Sau đó,
bị cáo tháo bông tai, đồng hồ, lấy điện thoại di động cùng xe máy của nạn nhân, chạy đến nhà của anh Trần Thanh Sang ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngủ lại một đêm. Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 2018, Hiếu trở về phòng trọ lấy các túi thi thể của chị Ngân, bỏ vào vali và thùng các tông, quay lại nhà anh Sang. Sang nghe mùi tanh tưởi, bèn sờ vào một trong những chiếc túi đựng thi thể, phát hiện một vật giống bàn chân người. Nảy sinh nghi ngờ, chờ bị cáo ra đi, Sang đến công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trình báo sự việc. Bị cáo Hiếu chở thi thể nạn nhân đem đi vứt ở bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Trên đường quay về, liền bị mời về trụ sở công an. Ngồi sau lưng bị cáo, nghe cáo trạng miêu tả lại thời khắc con gái họ bị dùng dao phân xác ra thành nhiều mảnh. Cha của nạn nhân gương mặt co rúm lại, nắm chặt bàn tay vợ mình, trong khi ánh mắt bà lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Nhiều người có mặt trong khán phòng cũng đồng loạt nhìn nhau thốt lên: dã man quá, dầu sao cũng là người yêu cơ mà. Đến nỗi chủ tọa phải nhắc nhở mọi người giữ bình tĩnh, nếu không xin rời khỏi phòng xử. Cũng tại phiên tòa, bị cáo phản cung cho rằng trước khi vụ án xảy ra, bị cáo và nạn nhân có sử dụng ma túy đá, nên trong cơn ảo giác, bị cáo đã không kiểm soát được hành vi. Trong phần xét hỏi, Hiếu quanh co lảng tránh ánh nhìn trực diện vào hội đồng xét xử, thường xuyên nghiêng đầu cúi mặt. Nạn nhân đã chết, không ai đối chất với bị cáo. Thật hay giả, chỉ có mình bị cáo biết. Nhưng ngay cả khi bị cáo lấy lý do sử dụng ma túy để giết người, thì cũng không giảm tội cho bị cáo được. Bị cáo di chuyển tài sản của nạn nhân đi là cướp tài sản, chứ không phải là che giấu. Luật sư nói cho bị cáo biết để khỏi lăn tăn. Luật sư bào chữa cho bị cáo nhắc nhở. Lúc đó bị cáo mới bắt đầu xuôi giọng, chấp nhận cáo buộc của cơ quan công tố. Được nói lời sau cùng, Hiếu nói mong muốn của mình trước ý kiến của gia đình nạn nhân. Tôi muốn mức án tử hình. Xin gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Nếu có cơ hội, tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ. Tòa tuyên bị cáo tổng hợp hình phạt tử hình là không ngoài dự đoán của mọi người. Khi hội đồng xét xử đề nghị phía gia đình bị hại có muốn yêu cầu gì không, thì ông Đào Vĩnh Nghi, cha của chị N, đã nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Ông cố nén nỗi đau, đứng lên chia sẻ tâm tư của mình và gia đình. Ông cho biết con gái mình mất đi rất oan ức. Bị Hiếu sát hại quá man dợ, nên ông muốn bị cáo này phải chịu mức án cao nhất như đại diện viện kiểm sát yêu cầu. Ngoài ra, gia đình bị hại yêu cầu phía bị cáo phải đền bù 400 triệu đồng để gia đình ông đền bù vào tiền mai táng và tổn thất của gia đình. Sau những lời chia sẻ trước tòa, ông Nghị ngồi sụp xuống và dùng tay quệt nhẹ đôi mắt đang rưng rưng trực trào khi nhớ về con gái mình. Được người thân ngồi bên cạnh an ủi, người cha mới giữ được bình tĩnh. Rời khỏi phòng xử án, Hiếu niềng đầu, cúi gằm mặt, lững thững dê đôi chân đã được xích lại, bước lên xe bít bùng. Rời khỏi sân tòa, trời nhá nhem, hoàng hôn đã tràn ngập thành phố. Có câu, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Vụ án là một bài học xương máu về cách ứng xử cho bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống, nhất là tình yêu. Tình yêu nhập nhằng cũ mới, không phân định rõ ràng, minh bạch, không xuất phát từ sự chân thành thật thà, đã khiến không biết bao nhiêu tấn bi kịch xảy ra trong cuộc sống. Tình tiền không phân minh, tù tội ắt không tránh khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự. Xin chào và hẹn gặp lại.